Và tiếp theo xin được mời tất cả quý vị cùng đến với phần thể hiện của thí sinh Lương Thị Kim Phượng, số báo danh 70, đến từ Tánh Linh, Bình Thuận, với một sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh, ca khúc Cánh Chim Báo Tin Vui. Chim tung đôi cánh vút bay.